Có bác nào mà ăn cá nhau cá chê thì gọi điện nhá. Thôi cứ đi đi, cứ đi để con lấy lại. Rồi, nó nhảy tua luôn rồi. Cá chê cá nhỏ. Đầy quá chứ sao? Con của anh em mình tớ giờ nó nằm ở đây các bác ơi. Đây này, con chuối là chuối để tìm từ lén giờ này. Tìm cái này thôi. Úi giời ơi, bắt sống anh cu này. Đấy. Nhưng mà khoe chỉ được khoảng 1,5 cân thôi. Nó chạy kìa, không hết đâu. Thôi lại mất. Úi giời, con thấy rồi. Úi giời. Úi giời. Đây, không ai cân. Hả? Đây kìa, 2 cân. Con này 2 cân. Được anh ạ. Hai cân. Còn con nhau kia nữa cơ mà. Nào lao ra đánh mông phát lên này. Đấy. Các bạn thấy cái điệu múa được mùa nó thế này chứ. Đây là điệu vù cáo ấy. Xin chào bà con. Hôm nay chúng tôi sang thực hiện nốt cho ông anh cái đáy ao. Thế nhưng bây giờ thì thời tiết là còn đêm qua nó mưa, thế là còn đợi bơm đã. Xin chào tất cả các bạn nhá. Và hôm nay mấy anh em tôi là cải thiện lại cái ao cho chủ tịch, nên là bây giờ là chuẩn bị kéo lưới rồi các bạn ạ. Vậy bây giờ xin mời bà con các bạn cùng sắn quần áo với anh em tôi cùng kéo lưới nhá. Bà con ơi, mình cùng kéo lưới nhá. Ôi dồi ôi, bà giới thiệu với các bạn là hôm nay là mấy anh em tôi là bơm cái ao này đi để cải tạo lại nhá. Bờ nó sạt hết xung quanh rồi. Thế là dự tính là phải bơm cạn khoảng nửa tháng và làm lại bờ hệ thống vôi bột rắc lại toàn phần. Thì bây giờ là kéo cái ao này cho nó còn con gì thì bán nốt. Đề nghị là anh em cứ nhẹ nhàng bảo nhau nhá. Cố lên. Sắp có bến rồi. Anh em với tôi phấn đấu đây, cái tí này nếu khoảng 2 tạ mà không biết có được không đây. Ui, nó có mưa thì vài chục cân rồi. Đây là giới thiệu với các bạn là đội kéo lưới bất đắc dĩ đây này. Thì mọi khi là đi thuê đấy. Nhưng đây là mới nay mượn cái lưới về là mấy anh em mần đấy. Chúng tôi là nhặt rãng đấy được. Đừng kép thế rồi mà. Chưa? Ui các bạn nhìn kép này, mới có một tí mà kép ra đây lao sao này. Khả năng cái cấn nào này được đấy. Không biết con đây là 3 cân rưỡi. Giới thiệu với các bà con ấy, cái ao này hôm vừa rồi kéo cá đấy thì trừ chi phí rồi bác chủ tịch bảo là được lãi có 50 triệu thôi trong 6 tháng. Năm nay là nó hơi kém một tí. Đây kỹ thuật xúc kéo của bác Khải này, ok rồi. Bác cầm bác hết cho bà chi đi. Đấy, kép sạch chưa? Phụ nữ mà ăn cái kép này là ngon đấy. Thưa em ơi, cà chấm còn nhiều lắm. Hai bà có khênh được chỗ đây không? Đây là khối vận chuyển nha các bạn nhé. Chuyên vận chuyển lên trên kia để rộng lại. Con này phải khoảng đến 3 tạ chấm đen. Trồng thế chứ còn nhiều đấy.
Em nghĩ là 2 tạ. Hết thì nó còn nón ngón lên chứ. Cái khối vận chuyển như này nghe thì vất vả lắm. Thấy con dâu to đấy. Ôi trời, các bạn nhìn này. Ôi trời, con dâu to này. Mấy cân? Còn như con dâu. Còn đấy 2 cân. Mang thả luôn nhá. Không có láo cho nên thế. Xong đây có con sộp 4-5 cân mà chưa nhìn thấy nó đâu này. Cái này chui trong quần rồi. Có bác nào mà ăn cá nhau cá chê thì gọi điện nhá. Thôi cứ đi đi, cứ đi để con lấy lại. Rồi, nó nhảy tua rua rồi. Cá chê cá nhau. Đầy quá thì sao? Để dưới thì chết là phải dưới. Để dưới luôn. Thảo góc kìa. Bác nào có ăn tép thì gọi điện nhá. Ship luôn đến tận nhà. Ngon này kia vậy. Toàn tép ngon lắm này. Biển rời quê ta đẹp như giấc mơ. Bắc là một nhà, những con tàu ra bắc vào làm hò khoan. Ô tiếp ô. Giờ này cái thời kỳ đang yêu nó vẫn hăng, bác phải không nhận không? Đang yêu hát câu thuyền anh ra khơi tay đập vào cái chén, vào cái xoang một phát vào đất. Té này. cái đợt ấy gọi là còn đang hang yêu. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô anh nhớ. Ôi giời ơi. Nhà hai là khả năng là nhiều hơn nhà trước ấy. Đặt đặt một lần thế này. Đó. Kính thưa các bạn, bạn nào có ăn tép trứng ngon thì ship nhá. Thảo lao ra đánh mông phát đi này. Đấy. Các bạn thấy cái điệu múa được mùa nó thế này chứ. Đây là điệu vù cáo ấy. Điệu đấy là điệu vù cáo. Nhảy điệu vù cáo. Con đàn kéo con linh. Nhảy lên. Mày hủy đâu rồi? Chắc này này. Vạt tép trước đi. À đánh cứ buồn buồn. Kéo nó này ra ngoài. Ra một con rồi. Khênh. Là con phổ ô anh thôi là đã xong 2 mẻ rồi, rơi vào khoảng được 3 tạ. Con của anh em anh tớ giờ nó nằm ở đây các bác ơi. Đây này, con chuối là chuối để tìm từ lẽn giờ này. Tìm cái nằm này.
tìm thế này thôi. Úi giời ơi, bắt sống anh cu này. Đấy. Nhưng mà khoe chỉ được khoảng 1,5 cân thôi. Nó chạy kìa, không hết đâu. Thôi lại mất, lại mất. Úi giời, con thấy rồi. Úi giời. Đây, 2 cân. Con này 2 cân. 2 cân. Được anh ạ. 2 cân, 2 cân. Còn con nhau kia nữa rồi mà. Này thôi, thì con này 2 cân. Hả? Cho nó nhảy ra bác. Hai bác đi ở đây, bác con nhau thế đấy. Anh em, anh tôi hôm nay lại được tí tí Nhắm nháp rồi. Đúng đầu rồi. Đầu rồi. Ui giời ơi. Ui. Thế này nhoi nhau mới chuối thì ăn với nhau có được. Ui cái loại nó bập mất tay đấy. Ngon. Cặp xăm xinh. Yeah, ngoác mồm đi. Con sò này dài. Con sò này có đúng không anh bác khỏe? Kéo mà nó lại lên từng đây này. Bà con nào mà có nhu cầu ăn tép ngon thì gọi điện nhá. Gọi điện cho bác Khoe. Thôn Lạc Dục. Đây cá mương. Ôi giờ tí nữa ghép nốt ở dưới thì nên phải 20 cân nữa.